mình đi xe clip lên trong trong làng nha. Cù Lần ghê. Như làng Cù Lần. Có phòng Cù Lần không con? Dạ đi chủng rồi. Hả? Đi chủng rồi. Đi chủng rồi hả? Ủa không phải đây hả? Dạ trước ở đây. À, trước ở đây có. Thank you.
Thank you.
mấy đứa về. Đi thoải mái ha, là mà thì đi thoải mái lắm đi. Đó. Rồi bây giờ mình đi lên một chiếc xe riết này nha. Mình lên vô làng của làng là mình đi một chiếc xe riết này. Rồi máy wifi mà không có là chết luôn á. Nói chuyện á, không có máy wifi là chết luôn á. Mình quay mình đẹp, nếu khi nào mình về á, mình đi ở dưới cái cầu này, con lên tới trên nhà trên đó là sẽ có xe đó nè. Mình đi tới làng rồi.